À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô rất vui khi cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con trong chủ đề 3, phân số. Với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài 57, phân số bằng nhau. Qua bài 57 này, cô hy vọng rằng các con sẽ có thêm những kiến thức và kỹ năng nhận biết về hai phân số bằng nhau. Bây giờ, các con hãy mau chóng lấy giúp cô sách giáo khoa toán lớp 4 cánh diều cùng với các dụng cụ học tập để phục vụ cho bài học của chúng ta ngày hôm nay các con nhé. Các con sẽ quan sát cho cô màn hình. Ba bạn Ánh, Ngân và Minh có ba băng giấy kích thước như nhau. Bạn Ánh chia băng giấy thành hai phần bằng nhau và tô màu một phần. Vậy cô đố các con biết, vậy bạn Ánh đã tô màu vào mấy phần của băng giấy? À, chính xác, bạn Ánh chia băng giấy làm hai phần bằng nhau, tô màu một phần. Vậy bạn Ánh đã tô màu 1/2 băng giấy. Bạn Ngân thì chia băng giấy làm 4 phần bằng nhau và bạn tô màu vào 2 phần. Vậy thì tương tự chúng ta sẽ có bạn Ngân đã tô màu vào 2/4 của băng giấy. Cuối cùng là bạn Minh. Bạn Minh chia băng giấy làm 8 phần bằng nhau và bạn tô màu vào 4 phần. Vậy bạn đã tô màu vào 4/8 của băng giấy. Đúng chưa nào? Và các con chú ý, bạn Ánh, bạn Ngân và bạn Minh có 3 băng giấy có kích thước là giống nhau. Vậy thì các con sẽ gióng giúp cô băng giấy đã tô màu của bạn Ánh này, gióng xuống với bạn Ngân và bạn Minh, thì các con thấy rằng là 3 băng giấy này, những phần của tô màu của chúng là bằng nhau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có kết luận rằng phần đã tô màu của các băng giấy đều bằng nhau. Và ta nói các phân số 1/2, 2/4 và 4/8 là các phân số bằng nhau. Các phân số 1/2, 2/4 và 4/8 có từ số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau. Vậy ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau và chúng ta sẽ viết là 1/2 bằng 2/4 và bằng 4/8. Vừa rồi thì các con đã cùng cô nhận biết về những phân số bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng và làm giúp cô những bài tập ở phía sau. Cô có bài 1. Các con sẽ quan sát hình vẽ và nêu các cặp phân số bằng nhau. Các con chú ý, hình đầu tiên của cô là hình tròn và người ta đã tô màu vào một phần. Vậy chúng ta sẽ có là đã tô màu vào 1/2 của hình tròn. Và hình tròn tiếp theo của cô chia thành 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 2 phần. Vậy cô sẽ có phân số là 2/4. Tiếp theo, cô có một hình chữ nhật chia làm 5 phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Và cô đã tô màu vào 2 phần. Vậy cô nói đã tô màu vào 2/5 của hình chữ nhật. Vậy thì tương tự, các con sẽ xem giúp cô là phân số 2/5 này bằng phân số nào. À, đúng rồi. Các con sẽ thấy rằng cùng là một hai mảnh giấy hình chữ nhật và hình giấy bên đây thì các bạn đã tô màu vào 4 phần. Đúng nhỉ? 4 phần. 1 2 3 4. Và cả hình chữ nhật này được chia làm 10 phần bằng nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mảnh giấy này chia làm 10 phần bằng nhau. Và bạn đã tô màu vào 4 phần. Vậy đây chính là phân số 4/10. Vậy chúng ta sẽ có là phân số 2/5 bằng phân số 4/10. Tương tự, chúng ta sẽ có phân số là 1/3 sẽ bằng với phân số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình chữ nhật này chia làm 6 phần bằng nhau và người ta đã tô màu vào 2 phần. Vậy chúng ta sẽ có phân số là 2/6. Các con chú ý, chúng ta sẽ gióng thì chúng ta thấy rằng là phần đã tô màu ở đây thì cũng bằng nhau, đúng nào? Chúng đều tô màu vào 1/3 của cái mảnh hình chữ nhật này.
Vậy chúng ta sẽ nêu các cặp phân số bằng nhau. 1 phần 2 sẽ bằng phân số 2 phần 4. Phân số 2 phần 5 sẽ bằng phân số 4 phần 10. Và phân số 1 phần 3 bằng phân số 2 phần 6. Chúng ta sẽ sang cho cô phần B. Các con sẽ chỉ ra phần cần tô màu để có các cặp phân số bằng nhau. Cô có phân số là 1 phần 2. Vậy là người ta đã tô màu vào một nửa. Đúng nhỉ? Vậy thì tương tự, chúng ta cũng phải tô màu vào 1 phần 2 của cái mảnh chữ nhật này. Vậy thì chúng ta cần phải tô màu là 4 phần. Đúng nhỉ? Chúng ta phải tô màu vào 4 phần của cái hình chữ nhật này thì chúng ta mới được phân số bằng một phân số 1 phần 2. Vậy chúng ta sẽ có phân số là 4 phần 8. Và tương tự, chúng ta có phân số hình tròn này chia làm 6 phần bằng nhau. Và cô đã tô màu vào 4 phần. Vậy chúng ta sẽ có phân số là 4 phần 6. Vậy thì chúng ta cần tô màu vào mấy phần hình tròn tiếp theo để có phân số bằng phân số 4 phần 6? À, chúng ta cần phải tô màu vào 2 phần, đúng nhỉ? 2 phần, 2 phần 3 của hình tròn này để có phân số bằng phân số 4 phần 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ có phân số là 3 phần 12. Và chúng ta sẽ có phân số bằng với nó là chính là 1 phần 4. Chúng ta sẽ tô màu giúp cô, đúng nhỉ? Chúng ta gióng sang. Thì 3 phần này, đúng nhỉ? 3 phần này bằng 1 phần này, đúng nào? Vậy chúng ta chỉ cần tô màu vào 1 phần thôi, đúng không ạ? Bài tập số 2, quan sát hình vẽ, nêu số thích hợp trong ô trống. Phần này rất là đơn giản, các con chỉ cần nhìn hình vẽ và các con sẽ đếm cho cô xem mấy phần được tô màu trong hình tròn đó. Tròn đầu tiên là tô màu vào 1 phần, vậy chúng ta sẽ có phân số là 1 phần 3. Phân số tiếp theo là 2 phần 6. Vì hình tròn này lại được chia làm 6 phần bằng nhau và tô màu vào 1 phần. Tiếp theo, hình tròn này được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chia làm 9 phần bằng nhau và người ta tô màu 3 phần. Vậy cô nói họ đã tô màu vào 3 phần 9 của hình tròn. Tiếp nữa là phân số này họ đã chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Họ chia hình tròn này làm 12 phần bằng nhau và tô màu vào 4 phần. Vậy chúng ta sẽ có là phân số 4 phần 12. Vậy các con có nhận xét gì về những phân số dưới đây? À, những phân số dưới đây là những phân số bằng nhau, đúng nhỉ? Các con chú ý nhá. Hình đầu tiên là 1 phần, đúng nào? Và họ lại chia đôi tiếp ra. Hình tiếp theo họ lại chia tiếp ra. Họ lại chia tiếp ra làm những phần bằng nhau. Nhưng giá trị của nó vẫn bằng 1 phần ở đây, đúng nhỉ? Vậy chúng ta có thể kết luận rằng 4 phân số ở đây, 1 phần 3, 2 phần 6, 3 phần 9 và 4 phần 12 là những phân số bằng nhau. Chúng ta sẽ chuyển sang cho cô bài tập số 3, quan sát sơ đồ, tìm số thích hợp để đặt vào ô trống. Cô có các phân số 1 phần 2, 1 phần 4 và 1 phần 8 ở đây. Người ta nói rằng chúng ta cần tìm phân số bằng với phân số 2 phần 8. Đây. Đây chính là phân số 2 phần 8. Và khi các con gióng lên thì phân số 2 phần 8 này chính là bằng phân số 1 phần 4. Vậy cô sẽ điền được là phân số 1 phần 4. Tiếp theo, chúng ta cần tìm phân số bằng với phân số 4 phần 8. 1, 2, 3, 4. 4 phần 8. Chúng ta gióng lên thì bằng gì nhỉ? À, bằng 2 lần của phân số 1 phần 4. 1 phần 4 và 2 phần 4. Đúng chưa nào? Hay là phân số 4 phần 8 này gióng lên bằng luôn phân số là bao nhiêu các con nhỉ? À, bằng phân số 1 phần 2. Tiếp theo là phân số 2 phần 4. Các con chú ý phân số 2 phần 4 ở đây. Đây chính là phân số 2 phần 4. Vậy thì phân số 2 phần 4 này chúng ta gióng lên bằng với phân số 1 phần 2. Đúng nào? Vậy cô sẽ điền được phân số 1 phần 2. Bài tập số 3. Các con sẽ dùng sơ đồ để tìm các phân số bằng mỗi phân số sau. Phân số 1 phần 2, 1 phần 4 và 3 phần 4. Các con sẽ thấy phân số 1 phần 2 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ gióng xuống để tìm các phân số bằng phân số 1 phần 2. Các con thấy là 1 phần 2 gióng xuống thì nó sẽ bằng gì ạ? 2 lần của phân số 1 phần 4. Vậy sẽ là 2 phần 4.
Tiếp theo, phân số này lại bằng với phân số 3 phần 6, đúng nhỉ? 1, 2, 3, 3 phần 6. 1 phần 2 cũng bằng với phân số 4 phần 8, 1, 2, 3, 4. Và phân số 1 phần 2 cũng bằng phân số 6 phần 12. Vậy cô nói, các phân số 2 phần 4, 3 phần 6, 4 phần 8 và 6 phần 12 đều bằng phân số 1 phần 2 dựa theo cái sơ đồ này. Tiếp theo, tương tự, các con sẽ có 2 phút để tìm giúp cô các phân số bằng phân số 1 phần 4 và phân số 3 phần 4 nào. Các con sẽ dừng video lại và sau thời gian là 2 phút các con sẽ quay trở lại và tìm ra đáp án của mình. À, rất chính xác. Các bạn nhỏ về rách đã tìm ra phân số bằng phân số 1 phần 4 rất nhanh. Các phân số của con là gì? Và đây chính là kết quả của cô. Phân số 1 phần 4, cô gióng. Đây chính là phân số 1 phần 4 và cô gióng xuống. Thì nó sẽ bằng phân số 1 phần 8, 2 lần phân số 1 phần 8. 1, 2 sẽ là bằng 2 phần 8. Phân số 1 phần 4 này cô gióng xuống cũng bằng phân số 3 phần 12. Vậy cô sẽ có là phân số 2 phần 8 và 3 phần 12 sẽ bằng với phân số 1 phần 4. Tương tự, cô cũng sẽ tìm được phân số bằng phân số 3 phần 4. Phân số 3 phần 4 nằm ở đâu các con nhỉ? À, 1, 2, 3. Vậy phân số đây là chính là phân số 3 phần 4. Được chưa nhỉ? Khi cô gióng xuống thì phân số 3 phần 4 này sẽ bằng với phân số 6 phần 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phần 8. Và phân số 3 phần 4 cũng bằng với phân số 9 phần 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy cô nói phân số 6 phần 8 và 9 phần 12 bằng phân số 3 phần 4. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng. Nêu phân số chỉ số phần quãng đường mà mỗi người đã bơi được trong hình vẽ sau và nhận xét. Các con sẽ chú ý, đây chính là quãng đường bơi của ba người Đức, Bình và Dương. Các con sẽ tìm giúp cô phân số chỉ số phần quãng đường của ba bạn Đức, Bình và Dương nào. À, các con thấy rằng với quãng đường bơi của bạn Đức thì bạn đã bơi được một nửa của quãng đường bơi, đúng không? Và cô sẽ có phân số là 1 phần 2. Tiếp theo, quãng đường bơi của bạn Bình thì chia làm 6 phần, bạn đã bơi được 3 phần. Vậy cô sẽ có quãng đường bơi của bạn Bình là 3 phần 6. Của bạn Dương, quãng đường bơi của bạn Dương lại chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chia làm 12 phần và bạn đã bơi được 6 phần bằng nhau. Vậy cô nói bạn Dương bơi được 6 phần 12 quãng đường. Và các con chú ý, khi cô gióng cái phần quãng đường của ba bạn này xuống thì chúng ta thấy rằng là ba cái giá trị này đều bằng nhau, đúng nhỉ? Đều bằng nhau luôn. Vậy cô sẽ nói là 3 phân số 1 phần 2 này, 3 phân 6, 6 phần 12 là 3 phân số bằng nhau. Hay cô nói rằng độ dài quãng đường mà ba bạn bơi được là bằng nhau. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay, các con đã cùng cô tìm hiểu và khám phá ra những phân số bằng nhau dựa theo hình ảnh trực quan. Đúng nhỉ? Vậy thì về nhà, các con sẽ ôn tập lại bài và chuẩn bị cho cô những bài tiếp theo. Và bây giờ thì cô xin chào tạm biệt tất cả các bạn và cô hẹn gặp lại các con vào những video tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.